Trong chủ đề ngày hôm nay thì tôi xin được trình bày cái bài về vai trò phẫu thuật điều trị ung thư buồng trứng tái phát. Bài trình bày của tôi gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là tổng quan ung thư buồng trứng tái phát. Phần thứ hai là vai trò của phẫu thuật trong điều trị ung thư buồng trứng tái phát. Phần thứ ba là cái chỉ định phẫu thuật trong điều trị ung thư buồng trứng tái phát. Đi vào thứ nhất phần tổng quan, chúng ta đã biết ung thư buồng trứng là một bệnh lý ung thư phụ khoa cũng thường gặp và là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong trong các bệnh lý ung thư phụ khoa nói riêng và ung thư ở phụ nữ nói chung. Đặc điểm của cái bệnh ung thư buồng trứng là bệnh tiến triển nhanh, không có những cái test sàng lọc đặc hiệu, các triệu chứng thì âm thầm, nên là ngay cả những cái nước phát triển có điều kiện y khoa tốt thì hầu hết bệnh nhân ung thư buồng trứng đến với chúng ta đều ở giai đoạn muộn. Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng tỷ lệ ung thư buồng trứng giai đoạn 3 4 chiếm khoảng 75 đến 80%. Nó trái ngược hẳn với những cái bệnh khác, ví dụ như bệnh ung thư tử cung đã có những cái nguyên nhân dự phòng rõ, đã có những nguyên nhân có chiến lược sàng lọc. Bệnh thì tiến triển chậm, có những test sàng lọc đặc hiệu. Như vậy là cái vấn đề ung thư tử cung có thể phát hiện sớm, có thể dự phòng phát hiện sớm được, nhưng ung thư buồng trứng phần lớn được phát hiện ở giai đoạn muộn. Mặc dù đã được điều trị một cách rất là tích cực và những tiến bộ của điều trị nội khoa, những cái nền tảng platinum, cái thuốc kháng sinh mạch, thuốc chế PAP, tuy nhiên thì đối với những ung thư buồng trứng, tỷ lệ tái phát sau điều trị cũng rất là cao. Như bác sĩ Kiên vừa trình bày, đối với những ung thư nói chung tỷ lệ tái phát đến 62%, còn riêng ung thư biểu mô phần lớn 75-80% phát hiện ở giai đoạn muộn thì cũng 75 đến 80% là xuất hiện tái phát sau điều trị. Thời gian tái phát trong cái ung thư buồng trứng nói chung thì trong vòng khoảng 16 tháng. Đối với ung thư buồng trứng tái phát thì chia làm hai nhóm, thứ nhất là nhóm bệnh tái phát sớm thường là kháng platinum, thì những nhóm này là thường không được áp dụng phẫu thuật, nguyên nhân do cái thời gian sống thêm ngắn trong khi cái tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật rất cao. Các nghiên cứu chung thống kê những biến chứng khoảng 24%. Chúng ta chỉ phẫu thuật trong những bệnh tái phát sớm trong một số trường hợp rất là ít, ví dụ như những cái tái phát mà nó gây những triệu chứng của chèn ép, ví dụ tắc ruột rồi xâm lấn giãn niệu quản. Đấy. Hoặc là những trường hợp tái phát chỉ có đơn độc, chúng ta có thể xác định lấy được gọn cái tổn thương. Còn cái bệnh tái phát là nhạy platinum thường là bệnh tái phát muộn, thường định nghĩa sau điều trị kết thúc điều trị khoảng 6 tháng. Và các nghiên cứu hồi cứu đều cho cái kết quả lợi ích về sống thêm toàn bộ đối với những trường hợp mà đảm bảo lấy hết được tổn thương, cũng giống như là những cái phẫu thuật ung thư buồng trứng debulking lần một, thì những cái trường hợp lấy được hết tổn thương thì có lợi ích sống thêm về OS. Tuy vậy thì cái cơ sở nào mà cái công cụ gì để chúng ta có thể tiến hành đánh giá nhằm dự đoán khả năng mà phẫu thuật được lấy công phá u tối ưu, tức là đạt R0 sau phẫu thuật lần 2, thì là một vấn đề quan trọng và phải có những cái công cụ tối ưu. Đối với những trường hợp ung thư buồng trứng tái phát thì những cái thời gian tái phát lần sau sẽ rút ngắn hơn và cái VFF trung vị thì càng ngắn hơn. Ở trong bài này chúng tôi điểm qua một số cái thang điểm và kết quả của nghiên cứu ở từng thang điểm, xem ưu nhược điểm của từng thang điểm và chúng ta lựa chọn cái thang điểm nào thì phù hợp với điều kiện cơ sở của mình và làm sao đạt được cái tỷ lệ phẫu thuật công phá u tối ưu lần 2. Đầu tiên chúng tôi trình bày về cái thang điểm Ergo, thì cái trong nghiên cứu Desktop 1. Nghiên cứu Desktop 1 thì có hai câu hỏi được đặt ra. Thứ nhất là có đạt được cái lợi ích về sống thêm đối với những bệnh nhân
phẫu thuật lấy toàn bộ tổn thương không hoặc là lấy tối đa u. Và cái tiêu chuẩn thứ hai và cái mục tiêu thứ hai là các tiêu chí để mình lựa chọn cái bệnh nhân phẫu thuật là gì. Nghiên cứu thì đưa ra rất nhiều cái biến số từ tuổi bệnh nhân, thể trạng chung, tình trạng giai đoạn Figo phẫu thuật lần đầu, bệnh tồn dư sau phẫu thuật, có điều trị cái thời gian tái phát sau điều trị, số hóa chất đã được điều trị, nồng độ semolan, tình trạng axit ở bụng, rất là nhiều các tiêu chí. Thì nghiên cứu được thực hiện trên 267 bệnh nhân tại 25 trung tâm tại Đức và Thụy Sĩ trong 3 năm từ năm 2000 đến năm 2003. Đây là cái nghiên cứu hồi cứu trên bệnh nhân ung thư buồng trứng tái phát được phẫu thuật công phá u tối đa và sau được điều trị bổ trợ trên nền tảng Platinum. Thì kết quả nghiên cứu cho thấy thì thời gian sống thêm trung bình của nhóm phẫu thuật lấy hết tổn thương trên đại thể là 45,2 tháng, cao hơn rất là nhiều, là 19,7 tháng đối với những nhóm mà còn tổn thương trên đại thể. Thì cái này có ý nghĩa thống kê. Như vậy thì đối với những trường hợp tổn thương giống như phẫu thuật công phá u lần đầu, các nghiên cứu khác đã chỉ ra, thì đối với những trường hợp tái phát mà mình lấy được sạch tổn thương thì có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự sống còn của bệnh nhân. Và cái kết quả thứ hai nghiên cứu chỉ ra thì đối với những trường hợp mà có phẫu thuật công phá u lần hai mà còn tồn dư u lại sau phẫu thuật, tức là u kích thước bé hơn 1 cm hay là so với nhóm u lớn hơn 1 cm, thì cái thời gian sống thêm là như nhau, là 19,6 tháng và 19,7 tháng. Tức là trong nghiên cứu Dextop 1, bệnh nhân được hưởng lợi chỉ trong trường hợp mà mình phẫu thuật đạt được tối ưu, tức là đạt được R0. Như vậy từ cái nghiên cứu Dextop 1 thì đưa ra cái thang điểm ago với cái ba cái tiêu chí, ba cái yếu tố để xác định là dương tính. Cái thể trạng bệnh nhân PS bằng 0, không còn cái tổn thương u ở lần phẫu thuật đầu tiên, và cái yếu tố thứ ba là cái số lượng dịch bụng bé hơn 500 ml. Thì áp dụng cái thang điểm ago để đánh giá cái phẫu thuật trong ung thư buồng trứng tái phát, thì nghiên cứu đã chỉ ra rằng cái dự báo, tức là mình dùng cái thang điểm ago này để phẫu thuật ung thư buồng trứng, thì dự báo khả năng lấy được tối ưu là đạt 79%. Tuy nhiên thì trong nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đối với những trường hợp mà thang điểm ago mà âm tính, tức là không đạt được cái ba cái tiêu chí trên, thì vẫn có 58% là đạt được lấy được u tối ưu sau lần phẫu thuật công phá u tái phát. Như vậy thì đối với cái thang điểm ago này, về cái ưu điểm thì có thể dễ đánh giá, thì dựa vào ba tiêu chí thì mình có thể đánh giá một cách khách quan được. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của cái thang điểm ago này thì ngay như không đạt được cái ba tiêu chí này thì vẫn có tỷ lệ là 58% mình có thể phẫu thuật đạt được tối ưu. Như vậy nếu mà những trường hợp chỉ áp dụng thang điểm ago mà dương tính để phẫu thuật cho bệnh nhân, còn những trường hợp âm tính thì sẽ có thể không được hưởng lợi nếu phẫu thuật đạt được phẫu thuật công phá u tối ưu. Nghiên cứu Dextop 2 thì cái nghiên cứu là một nghiên cứu tiến cứu đánh giá khả năng dự báo phẫu thuật lấy hết tổn thương. Thì kết quả nghiên cứu thì dự báo khả năng thì cũng lấy được 76%, tức là khoảng 76% là phẫu thuật đạt được tối ưu trên đại thể. Còn những kích thước còn lại từ 1 đến 10 mm thì khoảng 10%, lớn hơn 1 cm là 14%. Một cái nghiên cứu thứ ba là nghiên cứu Dextop 3, cũng dựa vào cái thang điểm ago, tức là những bệnh nhân ung thư buồng trứng mà tái phát lần 1 có cái thang điểm ago dương tính, tức là thể trạng chung thì tốt này, không còn cái tổn dư sau lần phẫu thuật đầu tiên, và lượng dịch ở bụng bé 500 m. Nghiên cứu trên 407 bệnh nhân, đây là nghiên cứu ngẫu nhiên chia làm hai nhóm. Nhóm được phẫu thuật công phá u tối đa, sau đấy điều trị hóa chất nền tảng là Platinum với 206 bệnh nhân. Và nhóm thứ hai là nhóm không được phẫu thuật, được điều trị luôn bằng hóa chất với nền tảng Platinum là 201 bệnh nhân, và một số trường hợp có thể phẫu thuật sau hóa chất. Cái mục tiêu chính là cái thời gian sống thêm toàn bộ, và mục tiêu khác là thời gian sống thêm không bệnh, tỷ lệ phẫu thuật lấy hết u và gánh nặng điều trị. Thì kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng
đối với OS và thời gian sống thêm toàn bộ thì nhóm phẫu thuật thời gian sống thêm trung bình là 53,7 tháng, cao hơn nhóm không phẫu thuật là 46 tháng. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Và PEP ở nhóm phẫu thuật thời gian sống trung bình là 18,4 tháng, cũng cao hơn cái nhóm không phẫu thuật là 14 tháng. Sự khác biệt cũng có ý nghĩa thống kê. Và phân tích sống thêm toàn bộ dưới nhóm thì cái nhóm mà phẫu thuật còn u tỷ lệ sống thêm trung bình chỉ 28,8 tháng. So với ngược lại những nhóm mà phẫu thuật lấy hết tổn thương thì thời gian sống thêm trung bình rất là cao, 61,9 tháng so với 28,8 tháng khi mình vẫn còn u sau phẫu thuật công phá u lần 2. Và so sánh thời gian sống thêm toàn bộ giữa cái nhánh được phẫu thuật và không phẫu thuật thì nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đối với nhóm không phẫu thuật thời gian sống thêm trung bình thấp hơn là 46 tháng so với cái nhóm mà phẫu thuật lấy hết tổn thương là 61,9 tháng. Sự khác biệt cũng có ý nghĩa thống kê. Một cái nghiên cứu khác là cái nghiên cứu UG213. Nghiên cứu này được đăng trên cái tạp chí New England. Đối với những trường hợp ung thư buồng trứng, ung thư phúc mạc nguyên khát, ung thư vòi trứng mà có cái thời gian tái phát lớn hơn 6 tháng, ta nghiên cứu này dành cho những cái trường hợp có tái phát, không phân biệt những tiêu chí cụ thể như cái thang điểm ago, như cái nghiên cứu desktop 3. Thì chia làm hai nhóm ngẫu nhiên, tức là nhóm được phẫu thuật và nhóm không phẫu thuật. Thì trong cái nghiên cứu UG213 này ấy, thì cái kết quả người ta đưa ra rằng là không có sự khác biệt ở nhóm phẫu thuật và không phẫu thuật về thời gian sống thêm toàn bộ và thời gian sống thêm không bệnh. Cái nghiên cứu UG213 này thì dành cho những phẫu thuật viên, tức là những đối tượng bệnh nhân có tái phát, trong khi đấy không đánh giá đến những yếu tố khác, ví dụ như còn tồn dư u sau phẫu thuật hay không, tình trạng C15, dịch ổ bụng hoặc là có di căn phúc mạc hay không. Thì cái nghiên cứu này đánh giá chung cho tất cả các bệnh nhân thì thấy không khác biệt giữa nhóm phẫu thuật và không phẫu thuật. Tuy nhiên đối với nghiên cứu UG213 để phân tích dưới nhóm thì thấy thời gian sống thêm toàn bộ đối với những cái trường hợp mà lấy hết u thì cũng thời gian sống thêm là cao hơn là 56 tháng so với 37,9 tháng là nhóm không lấy hết u. Và trong nghiên cứu UG213 thì so sánh lấy hết u với trường hợp không phẫu thuật thì không có sự khác biệt. Trong nghiên cứu UG213 thì cái dự báo khả năng lấy được hết tổn thương chỉ có đạt 67%, nó thấp hơn so với cái thang điểm ago đạt đến 79%. Và những cái chất lượng sống của bệnh nhân phẫu thuật ban đầu thì thấp hơn, nhưng mà sau thì đó thì sẽ cao hơn cái nhóm không phẫu thuật. Tuy nhiên thì không có sự khác biệt về OS. Một cái thang điểm, một cái chỉ số khác là chỉ số IMOS score. Cái chỉ số này dựa trên 6 cái tiêu chí. Thứ nhất là cái giai đoạn bệnh, thứ hai là cái u tồn dư sau phẫu thuật lần đầu, thứ ba là cái thời gian tái phát, thứ tư là cái thể trạng chung bệnh nhân, thứ năm là nồng độ C15 và thứ sáu là dịch axit ổ bụng. Đối với cái thang điểm IMOS này thì các tiêu chí thì cũng có thể dễ đánh giá. Tuy nhiên thì các nghiên cứu chung đều đưa rằng tỷ lệ đạt được phẫu thuật lấy bỏ hoàn toàn tổn thương chỉ đạt được 53,4% ở nhóm cái nguy cơ thấp. Tức là 6 cái tiêu chí này chia các điểm để làm yếu tố nguy cơ. Đối với những cái nhóm nguy cơ thấp là 4,7 điểm, còn những cái trường hợp nguy cơ cao là lớn hơn 4,7 điểm trong 6 cái tiêu chí. Thế thì nếu mà cái nguy cơ thấp, tức là dự báo chung của cái thang điểm IMOS này thì chỉ dự báo khoảng 53% là có thể lấy được hết tổn thương ở nhóm nguy cơ thấp và chỉ có 20,1% lấy được hết tổn thương ở cái nhóm nguy cơ cao. Thì đây là cái kết quả nghiên cứu của cái theo thang điểm IMOS. Thì đối với những cái nhóm mà nguy cơ thấp ấy, tức là cái điểm bé hơn 4,7 thì cái thời gian sống thêm thì đối với những cái nhóm mà đạt được R0 ấy,
là lấy hết tổn thương trên đại thể thì 63 tháng thì cao hơn rất nhiều so với nhóm AR1. Hoặc như ngay cả nhóm nguy cơ cao mà có phẫu thuật thì cái nhóm mà đạt lấy ưu được tối ưu ấy, tức là lấy hết tổn thương về AR0 thì cũng cao hơn 40 tháng, cao hơn với cái AR1 là 15,3 tháng. Một cái nghiên cứu cũng dựa vào cái đăng điểm IMOD, đây là nghiên cứu SOC1. Tức là khi nghiên cứu này thì chia bệnh nhân thành hai nhóm là phẫu thuật và không phẫu thuật, áp dụng cho những bệnh nhân tái phát lần đầu có cái thời gian tái phát lớn hơn 6 tháng và cái yếu tố nguy cơ là yếu tố nguy cơ thấp, tức là cái điểm bé hơn 4,7, thì chia làm hai nhóm là cái nhóm có thể phẫu thuật công khối u tối đa và sau đấy thì và nhóm không phẫu thuật được điều trị bằng hóa chất. Thì cái nghiên cứu trên 356 bệnh nhân thì cái kết quả đưa ra thì đối với PFS thì đối với những cái nhóm mà có phẫu thuật công khoa ưu tối đa thì cái nhóm PFS là 17,4 tháng, tức là thời gian sống trung bình thì cao hơn cái nhóm là không phẫu thuật chỉ có 11,9 tháng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Về OS thì thời gian sống trung bình của nhóm phẫu thuật là 58,1 tháng thì cao hơn cái nhóm mà không phẫu thuật, tức là chỉ dùng hóa chất trong trường hợp KFH0 là 53,9 tháng. Và cái kết quả nữa là cái thời gian tới lần tiếp theo điều trị của nhóm phẫu thuật, tức là tái phát lại lần 2 là 18,1 tháng, dài hơn so với cái nhóm mà không phẫu thuật là 13,6 tháng là để phải đến được cái lần điều trị tiếp theo do tái phát. Cái tỷ lệ đạt được phẫu thuật lý hết u trong cái nghiên cứu SOC1 này là 79%, dựa trên cái thang điểm là nguy cơ thấp, thang điểm IMOS nguy cơ thấp bé hơn 4,7 điểm. Một cái thang điểm khác, một cái tiêu chuẩn khác là cái thang điểm MSK. Cái thang điểm MSK này thì dựa vào các tiêu chí là cái thời gian tái phát, vị trí tái phát và có di căn phúc mạc hay không, từ đó đưa ra các khuyến cáo phẫu thuật. Thì cái thang điểm này thì về các tiêu chí thì cũng có đánh giá thì có thể dễ đánh giá, tuy nhiên thì cũng dựa vào những cái tiêu chuẩn khác, đặc biệt là chẩn đoán hình ảnh, như có tình trạng di căn một vị trí hay nhiều vị trí thì có sự chính xác của chẩn đoán hình ảnh, có di căn phúc mạc hay không di căn phúc mạc thì cũng dựa vào cái chẩn đoán hình ảnh. Thì cái thang điểm này đưa ra cái thời gian tái phát, nếu mà tái phát từ trong vòng 6 đến 12 tháng thì nếu mà di căn có tái phát một vị trí thì có chỉ định để phẫu thuật công khoa u. Còn nếu mà di căn nhiều vị trí thì có thể cân nhắc có thể phẫu thuật hoặc là để điều trị hóa chất tuôn. Còn nếu mà trong trường hợp tái phát từ 6 đến 12 tháng mà đã có di căn phúc mạc rồi thì không có cái chỉ định phẫu thuật trong cái trường hợp này theo cái thang điểm MSK. Còn đối với thời gian tái phát muộn hơn, tức là 12 tháng đến 30 tháng thì đối với tái phát một vị trí thì là cũng có chỉ định để phẫu thuật. Tái phát nhiều hơn một vị trí thì cũng có chỉ định để phẫu thuật. Và khi đã tái phát và có di căn phúc mạc rồi thì cũng cân nhắc để phẫu thuật trong cái trường hợp mà tái phát từ 12 đến 30 tháng. Còn riêng trong trường hợp mà tái phát muộn hơn nữa là hơn 30 tháng thì đối với tái phát một vị trí hay nhiều vị trí thì có chỉ định để phẫu thuật. Và ngay cả trường hợp có di căn phúc mạc rồi thì cũng cân nhắc phẫu thuật trong những trường hợp tái phát muộn sau 30 tháng. Về kết quả nghiên cứu thì đều đưa ra rằng thì dựa vào cái thang điểm MSK thì đối với bệnh nhân thì có lợi ích về sống thêm toàn bộ, sống thêm không bệnh ở nhóm phẫu thuật lấy hết u so với cái nhóm còn u. Và cái kết quả thứ hai là cái thời gian tái phát nó càng muộn thì càng có cải thiện về OS và PFS. Như vậy chúng ta vừa điểm qua các thang điểm, các để lựa chọn cái bệnh nhân phẫu thuật. Tuy nhiên thì cũng không có một cái thang điểm, một tiêu chí nào là hoàn hảo nhất. Tức là mình dựa vào cái tiêu chí đấy, mình có thể dự báo được, mình có thể đạt được
tối đa để lấy được cái tổn thương là 100%. Thì các tiêu chí đưa ra thì cũng dự báo khả năng lấy tối ưu nhất thì chỉ đạt được 80%. Ngoài ra còn cái phụ thuộc vào những cái tình huống khác, ví dụ như là những cái trung tâm về phẫu thuật chuyên sâu về ung thư phụ khoa khác với những cái trung tâm hoặc cho có điều kiện gây mê hồi sức tốt, bác sĩ phẫu viên thì có những kinh nghiệm nó cũng khác nhau về cái sự đạt được cái kết quả công phá u. Vậy thì các tiêu chí đã đưa ra thì chúng ta phải lựa chọn, cân nhắc và làm sao tối ưu được cái trong tình huống cụ thể của từng bệnh nhân. Vậy thì các khuyến cáo của các hiệp hội về cái ung thư buồng trứng tái phát thì như thế nào? Thì đối với hiệp hội ung thư phụ khoa quốc tế thì người ta cũng thấy rằng đối với những trường hợp phẫu thuật ung thư buồng trứng tái phát chỉ được hiệu quả khi mà lấy được hết u trên đại thể. Còn đối với FIGO cũng khuyến cáo là lợi ích đạt được ở nhóm bệnh nhân lấy hết u trên đại thể. Và cái thứ hai là những bệnh nhân có khoảng thời gian tái phát dài là từ 12 tháng trở lên và có số lượng u giới hạn thì đạt được nhiều lợi ích nhất để mình phẫu thuật công phá u trong ung thư buồng trứng tái phát. Còn đối với Ensincen thì khuyến cáo đưa ra cái khuyến cáo là phẫu thuật công phu tối đa lần 2 được khuyến cáo cho bệnh nhân ung thư buồng trứng tái phát sau 6 tháng có thể trạng chung tốt, không có dịch ổ bụng, có số lượng u tái phát giới hạn thì mà có thể lấy được hết cái tổn thương thì thường có lợi trong cái phẫu thuật tái phát. ESMO cũng đưa ra cái khuyến cáo là lợi ích, đưa ra cái khuyến nghị là lợi ích sống thêm chỉ đạt được đối với bệnh nhân phẫu thuật lấy được hết u. Có 2 trên 3 cái tiêu chuẩn là phẫu thuật hết u ở lần đầu tiên, thể trạng chung tốt và không có dịch ở bụng thì thường đã được áp dụng trong phẫu thuật cho u tái phát. Đối với Hiệp hội Sản phụ khoa Nhật Bản thì cũng cân nhắc phẫu thuật cho những cái trường hợp ung thư buồng trứng tái phát sau 6 tháng. Thì qua bài trình bày của tôi thì đưa đến cái kết luận là lợi ích sống thêm chỉ đạt được đối với nhóm bệnh nhân phẫu thuật lấy hết u về mặt đại thể. Tuy nhiên thì cái đánh giá khả năng phẫu thuật lấy hết tổn thương là quan trọng và khó khăn, cũng chưa có một cái công cụ nào là tối ưu nhất. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp, quý vị khán giả.